Oh, so now we will have a braised pork leg, pork feet. Yeah, so beautiful. A lot of ingredients, especially garlic, sugar, and salt. And the special ingredients is pork, the main ingredient. So we will have a nice braised pork tonight for our dinner. And so nice. And now? Now. Now? Now? Now. Bạn có thể làm toàn khoai rồi mấy? Toàn khoai. Anh chọn rồi. Chán? Chán được. So beautiful after a can of beer is added. Oh, so nice. I hope the meat is soft now. That's really awesome. Anh chạy tới đấy. Còn thì những cái đó đi. À đấy, câu rồi đấy. Xuyên tốt nó hay phải tạo. Giờ ăn. Không ai không thích đó. Thôi lúc họ ốc chết bị giác xong. Câu ốc. Ốc chết lắm. Mùi ạ, mùi anh ăn, à, ăn và khom chân á. Ốc chết anh lỡ. Bà là bờ mấy chị hiền. Bà là khlo chứ. Ăn, ăn được ăn hỏa đo nó chứ ăn hết ngay như tiệt. Ngồi ngồi đẹp à, ngồi đẹp chả. Nhưng mà anh kỳ lịch quá được đây đâu. Nhúng nhúng đẹp. Bỏ hai cái. Bỏ cái đây. Cái này. Còn ông tia đây. Cho nhau bay nào. Cho nhau bay nào.
bài như luôn đó mình. That's awesome. This is a breast pork with eggs. That's awesome. Đặn lên hộp tính mà đã là kiểu đồ bài lắm á, đồ này bài chỉ mong chơi bài chán vậy ở nhà mấy không mà chẳng thấy hay có ông bè hả đọc liên à này cho nó nhăn nhau này và được ăn fresh day. Chus, nè chua, sen. Đi kiếm tiền. Ừ. Không lấy đấy. Con chan, cho nha. This is pickle, green garlic. Which is very nice. Thank you.